Wow, chúng ta lại gặp nhau ở một vlog khác rồi. Hôm qua mình làm lên vlog về chia sẻ cái vụ thẻ nhớ 128GB của Samsung nó giá siêu rẻ luôn. Cái giá mà một bản 128GB SD nha, mà chỉ hơn có 64GB có 30.000 thôi. Thế là anh em vô comment mua quá trời luôn. Mình không nghĩ là sẽ có nhiều bạn vô coi video clip của mình cũng như là mua thẻ nhớ ha. Thật sự là cái này đính chính luôn, không phải là nhận quảng cáo từ brand hay gì hết. Hãng cũng không có kêu mình trả tiền cho mình quảng cáo hay là nhờ mình quảng cáo gì hết nha. Cái này hoàn toàn là do mình thấy cái điều ngon quá. Tự nhiên đang cần thẻ nhớ, lúc đó mình quay cái thẻ của mình á, là nó còn có 2-3 phút rồi. Xong cái tự nhiên nghĩ là trời, chắc giờ phải đi xả sụt và kiếm cái thẻ nào chống rồi quay tiếp ha, tại đang quay giữa chừng. Xong cái phát hiện ra là tự nhiên đang có tuần lễ Samsung gì đó, có deal rất là ngon. Cái thế là mình lên mình check nhanh cái thẻ Samsung, tự nhiên cái giá nó giảm một nửa luôn so với giá gốc. Cái này là có kiểu mình chỉ nói giá thị trường nha, không nói giá kho, giá gốc hay là giá gì hết ha. Nhưng mà cái kiểu mà 128GB của thẻ Samsung, nếu bạn chưa biết là những cái thẻ Samsung là nổi tiếng về chất lượng xưa giờ đúng không, và được bảo hành tới 5 năm lận mà giá chỉ có 349.000 à. Cái giá đó bạn mà mua các thẻ nhớ khác á, của hãng khác như là SanDisk hay là Kingston hay là Lexa gì đó thì bạn chỉ có thể mua được cùng lắm là 64GB thôi. Nhưng mà với giá tiền đó bạn mua được tới 128GB luôn, thế là mình recommend anh em vô mua ha. Có điều cái thẻ này là thẻ V30 thôi, cho nên là những anh em nào mà không phải kiểu quay những cái file quá khủng á, kiểu 200 bit rate trên 200 megabit per second trở lên ha, không phải là 600 MB hay gì đó, không phải là quay 10 bit á, thì mình nghĩ là thực ra 10 bit bitrate thấp đừng quay được á. Tại cái này là thẻ V30 thôi, cũng không phải là thẻ gì gọi là quá xịn sò kiểu. Nhưng mà so với cái giá của nó đó thì ngang tầm của nó thì nó đang là best tầm luôn. Và mình thấy là như khuyến mãi này chỉ kéo dài cho tới hình như là tới ngày 17 thôi á, cho nên thấy là hết rồi. Nếu anh em nào mà chưa hốt được thì tranh thủ vô hốt nha. Vui ha, tự nhiên cái kiểu lâu lâu mình kiếm được cái deal, cái chia sẻ cho anh em thì anh em cũng vui vẻ vô cũng mua rồi cũng cảm ơn mình á. Thì kiểu win-win thôi. Kiểu hãng thì bán được đồ mà anh em thì kiếm được đồ ngon giá rẻ. Chứ cái thẻ nhớ này bình thường giá lên tới 700.000 lần hồi trước. Đúng thiệt, lúc mà mua cái thẻ này á, thời điểm gốc á là phải mua giá 700.000 thiệt ha. Nhưng mà 128GB thì nhiều lắm. Nếu mà bạn mà lo xa thì mua hai thẻ thôi, chứ mình nghĩ một thẻ mua chứ còn một thẻ là xài được rất rất là lâu rồi. Mình tài này sẽ 64GB không à. 128 là để kiểu để backup quay những cái gì mà xả sụt á. Mà thậm chí nếu mà mình làm vlog hay là làm kiểu sách đi Đà Lạt vài ngày á, ví dụ sắp tới đi ha, mình đi 3-4 ngày đi, mình quay vlog mỗi ngày luôn, thì mình cầm cái thẻ 128 đó là gần như mình không cần phải quan tâm những chuyện gì khác, có thể đi 3-4 chuyến Đà Lạt giống như vậy luôn mà vẫn chưa hết thẻ 128GB đâu. Tại mình đang quay bằng file 8 bit của A7C mà, nó lại chọn cái bitrate đó cũng không phải bitrate quá cao. Đúng rồi, thì cái thời này á, thì thời mà A73, A7C trở xuống á, là toàn Sony, file Sony bitrate chưa cao. Tại ra bitrate cao nữa thì mấy cái dòng sau này bán nhai đúng không? Thì đó, chưa có đạt bitrate khủng khiếp như là những cái dòng mới như là A6700 trở lên, A7C2, A74 gì đó bitrate nặng á, thì thẻ cho 28 thì có thể không đủ. Nhưng mà với mình thấy dư sức dư xài luôn rồi. Nhớ là cái thời lúc mà xài vui phim á, xài thẻ 128 mà quay một buổi quay có thể nó hết một thẻ là chuyện bình thường ha. Trời, công nhận là file hình lẫn clip của vui phim nặng ghê luôn á. Công nhận điều đó. Còn đối với Sony á, mình xài những cái con 8 bit như thế này á, thì cái lợi thế lớn nhất là cái việc mà quay hoài không hết thẻ là vậy á vậy. Ok, kiểu vui chứ bộ. Tự nhiên cái mấy cái rec của mình, recommend của mình mà cho bạn xem mà xong cảm thấy có lợi cho các bạn là thấy cũng vui rồi. Đó, làm mấy cái kênh nội dung mà hồi xưa á, mình đã định đến cái hướng đi như thế này rồi bạn. Kiểu như là nó sẽ gần gũi với anh em hơn. Kiểu mình kiếm được cái deal nào ngon, cái mình chia sẻ cho bạn bè, đồng môn, đồng nghiệp cái kiểu này nọ đó thì kiểu vui mà, tốt mà. Nếu mà anh em kiếm được cái deal ngon như vậy xong cũng thấy vậy là chia sẻ rồi, xong cảm giác có mọi người vô cũng mua, cũng thích, cũng cảm kích này nọ thì vui lắm đúng không? Trời ơi, mình vui lắm mấy dư. Trời, chia sẻ làm clip này để recap chia sẻ lại vậy thôi, vui mà. Nói tiếp về nội dung của những video gần đây nè. Gần đây mình có vài video, thật ra là hai video chính thôi, được khá là nhiều view ha. Khá là nhiều view ban đầu với những anh em kiểu tương tác cái like á. Cái video mình nói về cái việc mà
Kiếm tiền giỏi đó trong từ ngành chụp hình này nó khác với việc mà chụp hình đẹp á ha. Ồ được, cũng lúc mà mình hiện tại mình check là đã được 50 like là cũng kiểu ồ rất là nhiều anh em quan tâm á. Trời, làm cái clip đó mình cũng không nghĩ nhiều ha, nhưng mà sắp tới chắc cũng sẽ có nhiều nội dung chia sẻ nhiều hơn về tình hình chung của nghề để anh em đang hoặc là sắp bắt đầu có thể kiểu có chút suy nghĩ ha. Mình thiệt là mình thấy là trừ phi á bạn đầu quân vào những cái production house lớn, những cái team media lớn á, đảm bảo được cái job đều đều á, thì bạn có thể thoải mái vô đó làm ăn lương cứng thì dễ rồi, mà hiển nhiên thì lượng công việc rất là bù đầu rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu mà bạn làm freelance á, trong cái thời điểm này á, khi mà ngoài kia một mét vuông cả trăm freelance như thế đó, thì sẽ rất là chật vật khó khăn, và nhất là khi bạn không có quan hệ gì nữa, không có mối quan hệ, không có tên tuổi viral nhiều ở trên cái ngành này á, thì sẽ rất khó có khách hàng kiếm với bạn, và rất khó để kiếm cái nghề này làm nghề chính để các bạn kiếm ra tiền. Bạn nếu mà muốn làm freelance ổn định trong điểm hiện tại á, là bạn phải có một cái thương hiệu riêng cho mình là một nè, hoặc á là bạn phải có được một công việc thứ hai hoặc là công việc chính, nó sẽ kiếm ra tiền đều đều với cái mức tối thiểu là tầm cỡ từ 5 đến 8 triệu á, thì bạn có thể tha hồ cày freelance vào những cái job này. Thật sự thì cái việc mà quay về freelance này á, nó mang tính thời vụ cũng có nữa các bạn. Đôi khi á là có những cái chương trình hot nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn á, thì sẽ cần rất là nhiều freelance. Rồi còn lại bình thường á, những cái job mà quay quanh những cái ngành cưới á hoặc là sự kiện á, nó thường chỉ diễn ra vào cuối tuần thôi. Và hiển nhiên là bây giờ cái việc mà hồi xưa thì dễ nha, chứ bây giờ mà kiểu mà kiếm job vào 2 ngày cuối tuần mà đủ tiền cho nguyên một tuần để sống á, hoặc là nguyên một tháng để sống á, nó khó lắm bạn, nó không nhiều. Thị trường bây giờ đang đẩy giá ép giá xuống nhiều lắm rồi, tại vì nói chung là quy luật cung cầu thôi, nên cũng không thể nào mà ý kiến với chắc gì được hết. Còn để chi tiết sâu hơn thì các bạn nào mà chưa coi clip đó thì cứ về coi clip đó ha, mình đã nói cũng khá rõ, cũng khá nhiều ha. Thật ra là cũng nhiều cái để nói khác nữa, và chắc là dành cho clip khác. Rồi cái clip thứ hai á, là cái clip mà kiểu nói về chuyện mà theo lại nhiếp ảnh chụp hình và hậu kỳ quá tay hay sao đó, hay là kiểu chụp hình manipulate á, chụp hình manip á, mình thấy là cũng rất là nhiều bạn hưởng ứng ha. Nên mình sắp tới sẽ làm hơn nhiều nội dung hơn về kiểu như chia sẻ mấy cái về ngôn ngữ hình ảnh, giống như một bạn đã search trên kênh mình đó, rồi cũng như là các thể loại chụp hình khác nhau mà có thể các bạn chưa biết, hoặc là lúc nào thì là overkill á, lúc nào là quá đà trong việc mà chụp hình quay phim hay kiểu á. Thì thật sự mình cũng thấy ha, có nhiều cái bối cảnh quay chụp cái kiểu á, bạn có thể rút gọn được số thiết bị mang dư, nhiều khi nó cũng kéo theo nhiều cái lắm, về thời gian, về người công sức canh rồi mang kiểu này nọ ha, hoặc là cái nào là quá tay trong việc về edit video, hay là quá tay trong việc edit chụp hình đó đó. Thì mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ thêm về những cái đó, nếu bạn quan tâm những nội dung thì expect sắp tới sẽ có những nội dung giống như vậy đó. Còn về ngôn ngữ hình ảnh á thì rộng lớn lắm bạn, rất là nhiều chủ đề, rất nhiều cái style riêng của mỗi người, có những cái style riêng nó làm nên tên tuổi của mọi đó rồi. Khi mà nhắc đến style đó thì chị người ta nhắc đến kiểu cái tên của cái người sáng tạo cái style chụp hình quay phim đó luôn đó. Thì đó là dành cho clip sau này. Có rất nhiều chủ đề để nói. Hôm nay kiểu một clip recap chia sẻ nói chuyện thôi, chứ không phải là kiểu để hướng dẫn gì đó ha. Sắp tới mình sẽ ráng ra nhiều nội dung về chia sẻ về ngành này hơn, cũng như là vị trí trong một cái set quay chụp hình. Nói chung là cũng nhiều thứ để xe ha. Nói chung là biết gì thì xe đó thôi. Và kiểu đúng là có nhiều cái hay ho để nói ha, mà bởi vậy riết cái nội dung video của mình nó cứ ra video mỗi ngày vẫn chưa hết lý tưởng nữa bạn. Hiện tại thì số lượng video mà mình lên lịch á, nó lên tới ngày 20 mấy tháng 9 rồi, có nghĩa là đủ gần full tháng 9 này rồi á. Thành ra mấy cái clip mà mình quay kiểu nó mang tính mà nội dung nói đến hiện tại á, giống như là hôm qua ra mắt iPhone 16 mà hôm nay là video nói chuyện về nó đó, thì cứ kiểu bị dồn 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 lên, có khi là cả tuần sau mới lên video, mặc dù video đã quay đã đi xong hết lâu rồi ha. Thiệt là mình cũng muốn cái kiểu mà giảm xuống một tuần một video thôi như mọi người kiểu, xong rồi làm chỉnh chu hơn cái kiểu ha, nhưng mà mình thấy là thì làm chỉnh chu hay là xịn sò hơn thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi à, tại tới đó thôi các bạn, mình đâu có thể nào mà làm
kiểu xịn sò hơn hay được nữa, hay là kiểu nó phải chuyên nghiệp hơn nữa ha? Trời, cái đó mình cũng không biết ha. Mình làm có mình là không có xây dựng kịch bản gì hết á. Xong rồi mình thấy là mình cũng thấy thoải mái với việc mà cứ ra hết ý tưởng, ra hết những gì cần nói, cái thành ra là cứ mỗi ngày một video, mỗi ngày một video như vậy á. Có nghĩa là mình cũng không nói về chất lượng ha, nhưng mình có số lượng mà nó đa dạng về số lượng và những cái nội dung khác nhau liên tục luôn, và cũng như mang tính kiểu đó cấp bách chút xíu à. Ví dụ các bạn nào mà cần hỏi mình liên quan tới những cái mình phải trả lời được liền á, như là thông số trong môi trường này, hay là sử dụng ABCDF làm sao, con máy này xét làm sao á, thì mình có thể trả lời được liền và ra clip trong thời gian siêu ngắn luôn. Có khi hôm nay mình hỏi, ngày mai mình có clip rồi đó. Đó cũng là cái lợi ha. Cho nên là các bạn cứ thắc mắc gì cứ đặt câu hỏi dưới comment á, thì mình sẽ có thời gian mình xem, mình thêm cái để ra clip. Rồi cứ như vậy, xong rồi cứ mỗi ngày một clip và nó lại lên lịch kéo dài tới mấy tháng trời luôn. Còn mãi cũng chưa hết ý tưởng ha. Thực ra nếu mà mình thấy mà ví dụ mà mình làm một loạt như vậy hết ý tưởng, cái mình được nghỉ ngơi vậy chắc là khó ha. Ví dụ làm hết lên lịch từ đây tới tháng 10 kiểu cái nọ, nhưng mà cái ngồi ngồi không cái đầu bấm nút cái là có thể quay là thêm nội dung cái kiểu rồi, hoặc là đi đâu ấy cũng có thêm vài cái vlog để review chia sẻ rồi, xong kiểu buồn cười thì nói chung là chắc là kênh của mình là sẽ khác với những cái YouTuber ngoài kia. Những YouTuber ngoài kia thì dành thời gian đầu tư chỉnh chu hơn, nên họ lâu lâu mới ra clip được, họ kỹ tính hơn. Còn mình thì kiểu mình thích kiểu nói chuyện nội dung, hay là thích quay vlog thì bấm nút mà quay thôi. Đèn có sẵn cái bấm nút là sáng đèn lên đó là cứ quay và nói thôi. Với lại nội dung mình cứ vòng qua lòng vòng này nọ đó. Nếu các bạn nào quen coi được nội dung của mình thì sẽ thấy thoải mái thôi. Còn những bạn nào mà thấy khó chịu thì chắc là không phù hợp với cái nội dung kênh mình mà. Cái đó thì không ép được. Nhưng mà trước mắt hiện tại mình vẫn chưa có ý định gì thay đổi cái chuyện mà chuyển từ mỗi ngày một video sang giãn cách ra ha. Tại vì hồi xưa, nói hồi xưa gì đâu xa, chỉ cách đây 1-2 năm á, mỗi khi mà mình lên một video, gần như mọi video đó đều mở đầu bằng cái là ừ lâu lắm rồi mình mới ra một clip. Thì đúng là lâu thiệt, có khi là cả tuần hoặc là 2-3 tháng, hoặc là không tới tuần, một tháng tới 2-3 tháng á, thì mình mới ra được một video để chia sẻ review cái gì đó. Nó mà kênh cũng còn bé bé xíu á, cũng vài trăm subscriber, vài trăm view thôi, vài chục view thôi chứ không tới 100 nữa. Nhưng mà bây giờ thì cái việc mà mình đã tối ưu cái workflow từ quay tới dựng rồi á, nên mình cứ thoải mái ra liên tục ha. Còn mà muốn mà kiểu kỳ vọng nó cao siêu, đội gốc có aero biro cái kiểu nọ thì chắc là sẽ ít thấy ở kênh mình. Tại mình lười lắm bạn, lười lắm, cực kỳ lười luôn. Làm được những nội dung mà để nói như vậy là cũng siêng lắm rồi đó, tốn nhiều năng lượng lắm á. Chứ kiểu mày giờ mà thêm công sức để mà di chuyển đổi góc liên tục nữa thì tốn nhiều công sức và thời gian cho những việc khác, cho nên là khó kỳ vọng ở kênh mình nó chỉnh chu xịn sò như người ta đâu ha. Chỉ chia sẻ vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip này.